đem quân xâm lược nước ta, thế giặc mạnh như kẻ tre, vua Lý Nam Đế phải rút chạy khỏi kinh đô, giao lại binh quyền cho danh tướng Triệu Quang Phục. Lúc này anh em họ Trương đã đến tuổi trưởng thành, trước họa đất nước bị xâm lăng, hai anh em Trương Hống, Trương Hát đã tổ chức lực lượng đứng lên chống giặc. Song do còn trẻ và lực lượng còn non yếu nên nhiều lần giao chiến với quân Lương đều không thắng lợi, phải rút chạy về đầm Đạ Trạch để cùng hội quân với nghĩa quân Triệu Quang Phục. Thế là ta tập trung được lực lượng đủ sức phản công đánh lại giặc nhà Lương, tướng giặc Trần Bá Kiên liên tiếp thua trận phải rút về nước, còn tướng giặc Dương Sâm được lệnh ở lại cố thủ chờ quân chi viện. Quân ta thừa thắng xông lên tấn công tiêu diệt toàn bộ quân giặc và lấy lại thành Long Biên. Cuộc chiến đã giành thắng lợi, Triệu Quang Phục lên ngôi hoàng đế, xưng là Triệu Việt Vương. Chẳng bao lâu, em của Tiền Lý Nam Đế, Lý Phật Tử đem quân đánh lại Triệu Việt Vương, rồi tiến hành phân chia đất nước, lấy danh nghĩa là bãi quần thần. Ngay sau đó, Lý Phật Tử phản trắc, lập kế hoạch đánh úp bất ngờ Triệu Việt Vương, rồi chiếm cả đất nước, xưng vua gọi là Lý Nam Đế. Đó là vào năm 571, việc làm của Lý Phật Tử là bất nghĩa, bất nhân, nên anh em họ Trương đã không theo và lui về vùng Phù Nam ở ẩn, rồi đem theo gia quyến tuẫn tiết tại ngã Ba Xà trên dòng sông Như Nguyệt, giữ chọn lòng chung với vua Triệu Việt Vương. Đó là ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch năm 572. Biết tin sau này, Thượng Đế thương tình và mến tài đã kỳ phong cho hai anh em họ Trương lâm phong quân phó sứ tuần hành trên hai dòng sông Vũ Giang và sông Lạng. Đó là sự tích hai vị họ Trương trong toàn bộ giai đoạn sinh thời, tức là từ thuở nhỏ đến khi tuẫn tiết. Giai đoạn hiển ninh tương truyền rằng kể từ sau năm 572, hai anh em họ Trương thường hiện lên giúp các đời vua đánh giặc. Cuối năm 938, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta, anh em Trương Hống, Trương Hát đã hiện lên và bày mưu giúp cho Ngô Quyền đánh giặc trên sông Bạch Đằng, giành lại non sông đất nước và xây dựng nền độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Năm 981, đời vua Lê Đại Hành, tức Lê Hoàn, gọi là thời Tiền Lê, bọn phong kiến nhà Tống lại đem quân xâm lược nước ta. Hai anh em họ Trương là hiển ninh một lần nữa giúp vua Tiền Lê đánh giặc bằng sức mạnh của binh mã và cả niềm tin của chiến đấu ngoan cường, đã giành lại chiến thắng vẻ vang non sông Đại Việt sạch bóng quân thù. Đức vua Lê Đại Hành ăn mừng cho khúc khải hoàn ca và phong thưởng những người có công, trong đó đã kỳ phong cho hai anh em họ Trương, Trương Hống là đương đại giang vương hộ quốc thần, Trương Hát là đương tiểu giang vương hộ quốc thần. Thank you.
chào chú Đạt nhé. Bán hàng vẫn đá hàng không? Mình đi chơi hội đây. Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn có xem kênh của mình cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Hôm nay không có anh em không nhỉ? Giữ hết anh em không vào được. Không vào được, ở đây mình biết ngay không vào được mà. Chào ông nhá. Kệ ông tắt ông về và tắt. Tôi không tắt đây. Đâu mua cái gì? Bảo mua luôn. Xem đi. Mua nào? Mua cái gì đẹp nhất thì mua. Thôi đi không chọn được cái gì chốc về chọn đi. Đi đi. Đồng thế vậy này. Đồng như kiến luôn. Gửi chất gì chẳng gửi vào đâu. Chào em. Chị Hoàng tán giặt thế. Ừ đông nhỉ. Đông hơn cả hội chạy như kiến. Đông hơn hội chạy. Ừ đông thật đấy. Đông mới vui. Hội là phải đông chứ. Đông nhận đông đấy. Không đông thì đâu vui. Đi vào đây để chơi đấy. Đông chưa? Rất là đông luôn. Đâu đứng đây để quay phim chụp ảnh. Cháu đang chụp ảnh con nhà cháu đây có gì? Đã đi chơi đâu chưa? Bá ơi. Giờ mới đi à? Lúc rồi thì ăn mấy bài. À thế à, vâng. Vâng, cái bám về cho đỡ mà đau lưng. Đi. Đây, đang gấp kiểu mâm trang rồi. Lời chào đầu tiên của ban tổ chức ngày đại lễ thôn làng Trúc Đình, thôn Trúc Hưng năm 2023 xin được trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe nhà hát chèo cũng như các quý vị đại biểu, quý vị khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc nhà hát chèo.
Tao đây chơi đi đưa mới về. Ở đây này. Bơi cháy được. Cho em suốt cuộc đời.
đi về đi. Mình về đi. Thôi đi về đi, cho sớm đi. Con về đi. Đấy, sớm. Đấy, sớm. Thôi, thôi, thôi. Về đi, về đi. Đấy, sớm. Đạt đâu, đạt đâu. Đạt đây, đây. Đi về đi.